thai. Chúng con thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền Tam Quy và Bát Quan cho giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con kính tri ân Ngài. Akasantha cha bhumantha deva naga mahintika punyang no anumodan tuchiran rakhan tu sasanam Akasantha cha bhumantha deva naga mahintika punyang no anumodan tuchiran rakhan tu no garu Akasantha cha bhumantha Devanaka Mahintika Punyano Anumodan Tuchiram Rakhantu Nyatayo Akasantha Chabumantha Devanaka Mahintika Punyano Anumodan Tuchiram Rakhantu Panino Akasantha Chabumantha Manta Devanaga Mahintika Punyano Anumodan Tuchiram Rakhantu No Sana. Chương thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều chúng con. Ô trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh cõi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thân niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đồ nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ động giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nhã ti năng hô tu sukhita hôn tu nhà ta yo. Y đằng nô nhã ti năng hô tu sukhita hôn tu nhà ta yo. Y đằng nô nhã ti năng hô tu sukhita hôn tu nhà ta yo. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyện thuộc đạo quả vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y tăng quát tập mê phun nhân, á xa quát khá gia quát hồng hồn tư. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp nhiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý Ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngự ở 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý Ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô bùn nhân ni bàn na sát bát chế yô hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thứ lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân Ngài Trí Đức, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính tri ân đạo tràng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính thánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp của thầy kinh, con kính mời đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam vun tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam vun tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam vun tha sa. Brahma jalokanti pati sampati katan jalyanti wala ayajata santi thasantam parajang khajatika. Đề xế tư thấm măng ở nụ cầm bi măng ba chẳng. Sàn thầm mà bê rinh quỳ na dân cha khó dân. Xuân tấn cha bản thân ở bi thầm mà chẳng măng. A cô ca dân tu cha tu sanh cha đàn đăng tham bố tha nay ye pha ri sa nha man che phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản vẫn nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tín giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, nhưng điều lợi ích nặng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cậu đường trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý sư cô, kính chào tất cả phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua bài mới. Hôm nay chúng ta qua bài hỗn hợp các pháp. Hỗn hợp các pháp thì trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tam tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ atvāremi svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Sapatibhanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ namāmi Samma sambuddhamattamaṃ sasattam magaluttamaṃ atvāri pāsitsaṃ nakitammattasaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giác pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Tam giác, Nam mô Tam bảo, Nam mô Sanh giác. Rồi, chương trình mình cũng như thường lệ ha. Đọc Pali trước, sau đó chúng ta đi vào bài học. Rồi mời cho Nguyễn MC Boss và mời tất cả quý vị nha. Qua ngày lên
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sằng Kha Gia. Dạ cảm ơn Tina. Dạ cảm ơn cô Pháp Nguồn, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính đảnh lễ quý chư tăng, kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào thầy và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc phần Bali hôm nay ạ. Mitsaka sang ga hồ toát yếu những hỗn hợp pháp. Mitsaka sang ga hề cha hi tô cha hề tu lô phô đô sô mô hồ a lô phô a đô sô a mô hồ. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có sáu nhân: một tham, hai sân, ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Sattacanangani vitakko vicharo biti somanassang ekaggata domanassang ubekha. Có bảy chi thiền là: một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu u và bảy xả. Đoà đa sa mắc gan ga ni samma đích thi samma sang cấp bồ samma qua cha samma cam man tô samma chi vô samma qua gia mô samma samma sati samma samathi miccha ditthi miccha sankappo miccha vayamo miccha samathi. Có 12 chi đạo là: một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ con đã đọc xong phần thứ nhất. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài, kính cảm ơn thầy, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp đọc tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ấn Đức Phật, ấn Đức Pháp, ấn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, sư Phước Sang. Con kính chào thầy Kinh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin được phép đọc bài. Con cảm ơn cô Metta, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu. Cảm ơn sư Châu Nguyễn cho bài. Con xin phép được đọc ạ. Ba vi sát tình ri cha ni chắc khun ri yang so ting ri yang kha 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 nin ri yang chi win ri yang ka 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 yin ri yang it thin ri yang purisin ri yang chi wi tin ri yang man nin ri yang sukhi ri sukhi sukhin ri yang dukhin ri yang so mana sin ri yang do mana sin ri yang upekhin ri yang sat thing ri yang wi ri yin ri yang sat thing ri yang samma thin ri yang bằng nhìn ri yang a nanya tat
sa mê tinh ri dăng, anh nhìn ri dăng, anh nhà ta quên ri dăng. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị chi đương chi căn, 21 dĩ chi căn, 22 cụ chi căn. Nagwapa là ni sát thà ba lăng, viriya ba lăng, sati ba lăng, samadhi ba lăng, bành nhà ba lăng, hiri ba lăng, ottap ba ba lăng, ahirika ba lăng, anottap ba ba lăng. Có 9 lực. 1 là tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 úy lực, 8 vô tàm lực, 9 vô úy lực. Dạ con xin, con đã đọc. Con xin phép mời vị khác ạ. Dạ con kính lên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lên lễ Sư Trí Đức, con kính lên lễ Sư Phước Sang, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ chào thầy kinh, kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Kim Nhung đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Đoạn 3. Cảm ơn chị Meta. Đoạn 3. Chắc tà rô á thí pá tí chàn đà thí pá tí vi rí dạ thí pá tí chích tà thí pá tí vi mặn xà thí pá tí. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1. Dục, 2. Cần, 3. Tầm và 4. Thẩm. Chatta ro ahara kabalika ro aharo faso dutiyo mano sanchitana tatiyo nguyên năng. 4 thực là đoàn thực, 2 xúc thực, 3 niệm thực và 4 intriyo panet thaso ta pati mak ga nya nang anh nang nya ta sa mi tin tri yang arahat ta sa la nya nang anh nya ta vin tri yang mắt chê cha nya na ni anh nhìn tri ya mi ti pa vut chan ti chi vi tìm tri yang cha ru pa ru pa wa se na du vi thang ho ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đàm huần đạo tuệ, vị trí đương trí căn tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là a la hán quả tuệ, cụ chi căn tức a la hán quả tri. Trong các căn ở giữa dĩ tri căn tức là sáu trí mạng căn, gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ con đã đọc xong, kính dâng thầy kinh. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài, xin mời vị kế tiếp. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sầm Khai giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 4. Bành chắc huynh nhà nề su trà năng gà ni a quý ri dề su bạ là ni a hề tu kề su mắt tàn gà ni na lạp
phân tích tất tha quyết chi kích cha chi tê e các gá ta mắt in ri giá và la phà quần na gát cha tí tùy hề tu cá tí hề tu cá cha quan nê về quá giá tha sang phát quần á thi pa tí e e cô quá la phà tí các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong vi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục, cần, tâm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hê tu pan cha cha nan ga mắt tan ga na wa wan tu tu su la in ri ya tham ma cha pa la tham ma na we ri ta cha ta ro thi pa ti vut ta ta tha ha ra ti sa ta tha ku sa la ti sa ma kin no vut tu mi sa ga sang ga ho. Tóm lược, trong thực tế có sáu nhân, năm chi thiền, chín chi đạo, 16 căn, chín lực đã được trình bày. Cũng thế ấy, có bốn yếu tố ưu thế, bốn loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong bảy phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, Ê Quang, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ và đạo tràng. Và kính tri ân thầy, con kính mời cô Kim Nhung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đỉnh lễ và ngôi tam bảo. Dạ, con kính đỉnh lễ sư trí đức, con kính đỉnh lễ quý sư, quý cô, tu nữ. Dạ, con kính chào thầy, kính chào đạo tràng. Dạ. Cảm ơn chị Nết Ba, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài. Mitsaka Sangaho toát yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Mitsaka Sangahe Chahe Tulo Pho đồ sô mô hồ a lô phô a đồ sô a mô hồ. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có sáu nhân: một tham, hai sân, ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Sắt tất trà nằn gà ni quy tắc cô quy trà rô bì tí sô ma na sang e các gá tà đồ ma na sang u bách kha. Có bảy chi thiền là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu ưu và bảy xả. Đoà đa sa mắc gà gần gà ni sa mà đi thi sầm mà sằng cáp bồ sầm mà hòa cha sầm mà cầm man tô sầm mà chi vô sầm mà hòa gia mô sầm mà sa ti sầm mà sa mà thi cha đi thi mít cha sằng cáp bồ mít cha hòa già mô mít cha sa ma thi. Có 12 chi đạo là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định, chín tà kiến, mười tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Con đã đọc bài xong.
Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn cho ông Nguyễn đã bố bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư tu nữ, con kính chân cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc tiếp theo ạ. Đoạn 2. Ba vi sát tình rí già ni chắc khun rí dân, sô tình rí dân, kha nin rí dân, chi hình rí dân, ca dinh rí dân, ít thình rí dân, bú rí sinh rí dân, chi quý tình rí dân, ma nin rí dân, xúc hình rí dân, đúc hình rí dân, sô ma na sinh rí dân, đồ ma na sinh rí dân, u bác hình rí dân, sát thình rí dân, quý rí dinh rí dân, sát tình rí dân, sám ma thình rí dân, bành nhìn rí dần, an nành nhà tát xà mì tình rí dần, anh nhìn rí dần, anh nhà tà huỳnh rí dần. Có 22 căn hay quyền, khả năng kiểm soát là 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Nữ căn, 7. Nam căn, 8. Mạng căn, 9. Tâm căn, 10. Lạc căn, 11. Khổ căn, 12. Hỷ căn, 13. Ưu căn, 14. Xả căn, 15. Tín căn, 16. Tấn căn, 17. Niệm căn, 18. Định căn, 19. Tuệ căn, 20. Vị tri đương tri căn, 21. Dĩ tri căn, 22. Cụ tri căn. Nawa ba la ni sát tha ba lăng, viriya ba lăng, sati ba lăng, samadhi ba lăng, banya ba lăng, ti ba lăng, otta ba lăng, ahirika ba lăng, anottapa ba lăng. Có 9 lực là 1. Tín lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực, 6. Tàm lực, 7. Quý lực, 8. Vô tàm lực và 9. Vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn cho Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức ạ. Và con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào cả lớp ạ. Con xin phép đọc bài ạ. Đoạn 3. Chataro
Atipati Chandatipati Viyatipati Chittatipati Vimansatipati. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một, hai căn, ba tâm và bốn thẩm. Chataro Ahara Kapali Karo Aharo Faso Dutiyo Mano San Chetana Tatiyo Vinyanang Chat Trúc Thần. Có bốn loại vật thực là một, đoàn thực, hai, xúc thực, ba, tư niệm thực và bốn, thức thực. In vi ye su pat net tha so ta pat ti ma ga nha nang en an en nya nya ta sam mi ti vi yang a ha ka ta va la an nya nang an nya ta vi yang mat che cha nhan nya ni en nhi vin ja ni ti bát cú trà trí nhìn vi trí vi dần chá vú bà và nế sáng đồ vi đằng hồ tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà đạo tệ vị trí đương chi căn tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ chi căn tức A-la-hán quả trí trong các căn ở giữa. Chi căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con xin cảm ơn chồng Nguyễn Bố Bà. Con xin cảm ơn mọi người lắng nghe. Con xin xuống bích ạ. Mời các vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Bà Hòa Tam Bảo. Con kính ơn Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính lễ Ngài Công Tứ Hoàng Đế Phước Sang. Dạ, con kính lễ Chị Diện Trang và Chị Hải. Con kính lễ Thầy Cực. Con lễ Quý Bà Cô Tư Nữ. Con kính trả toàn thể đạo tràng. Con xin lễ bằng chấp cùng nhà nề sư cha ra nữ quy về số ba ba đà ni ê hề tu kệ số mắc là rằng ra ni la pha tê ta tha tu chi tê cha tê ê các ra ta mắc kìm đời rê ra ba la và hoàng na gạch cha tị đi quê hệ tu cả tị hệ cha quên nề qua hết qua về qua rát thà sầm hoàng a thi cổ la phát tị các thiền chứ không trong năm thức tác lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn các đại chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm cũng vậy trong ni tâm nhất hành không thể trở thành đại căn hay lực trong bốn tăng thượng dục cần tâm thần chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm cha hết từ cha cha năng cha na ra mắc rằng mắc gàn ra na hòa quát thu tổ sô la xin đệ la xin đệ đà thầm
cha la tham ma na ve ri ya cha ta ro thi ba ti vu ta ta tha ha ra ti sa ta tha u sa la u sa la di sa mo ti no vu to mi sa ta sang ra ho. Tóm lại, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cũng thế ấy, yếu tố ưu thế 4 loại vật thực đã được đến như vậy. Đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách bao gồm những thiện và cảm ơn sư Trung Nguyễn đã bắt bài. Con kính cảm ơn thầy và cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang. Dạ con kính lễ quý chư tôn Đức Tăng. Dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Misakasangaho, toát yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Misakasangahe chahe tú lô phô đô sô mô hô á lô phô á đô sô á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Vô tham, 5. Vô sân và 6. Vô si. Sattā jānāgāni vitakko vicāro piti so manassaṃ ekaggatā do manassaṃ upekkhā. Có 7 chi thiện là 1. Tâm, 2. Tứ, 3. Hỷ, 4. Lạc, 5. Định, 6. Ưu và 7 xã. Đà đá xá mắc gành gà ní sầm mà đít thí sầm mà sành cấp bù sầm mà hòa trà sầm mà cầm măn tô sầm mà tri vô sầm mà hòa già mô sầm mà xá tí sầm mà mà thí mít trà đích thí mít trà sàn cấp bồ mít trà hòa gia mô mít trà sa mà thí. Có 12 chi đạo là 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định, 9. Tà kiến, 10. Tà tư duy, 11. Tà tinh tấn, 12. Tà định. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy, con kính tri ân đạo tràng. Dạ con kính, xin phép được xuống mít, con kính nhân mít lại cho đạo tràng ạ.
Em là chắc xong ha, còn còn ai đọc hay có gì? Rồi, vì trước là chúng ta học về bất thiện tập yếu ha, là về những tập bất thiện. Giờ tuần này chúng ta sẽ đi vào cái pháp gọi là hỗn hợp các pháp, là biết sát các sanh cái hồn, là hỗn hợp các pháp. Thì thưa vậy cái chữ Misaka, cô Châu Nguyễn có post cái bài, thì cô gửi mấy bài lên để post lên cho ta theo dõi. Rồi, ok. Rồi, Misaka Sangho là cái bài chủ đề năng động và hỗn hợp các pháp ha. Thì cái chữ Misaka nghĩa là pha trộn, hay là trộn lẫn, hay là hỗn hợp. À, tức là những cái gì mà pha trộn lẫn, họ lẫn lộn với nhau thì được gọi là Misaka. Rồi, Misaka Sangho, tức là những tốt yếu về hỗn hợp, thì trong đây người ta nói về thiện cũng có, bất thiện cũng có, bất định cũng có. Tất cả được pha trộn lại, được pha trộn lại với nhau thì được gọi là Misaka Sangho. Tại sao mình ta pha trộn để làm gì? Thì đây chúng ta sẽ thấy là nó có cái vấn đề rất là độc đáo trong này ha. Chẳng hạn như là nói về nhân, thì chúng ta sẽ có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Thì tham, sân, si là ba nhân bất thiện, nó cũng là nhân, bất thiện cũng là nhân. Vô tham, vô sân, vô si là nhân thiện, thì nó cũng là nhân. Và vô tham, vô si là nhân vô ký, thì nó phối hợp với những tâm vô ký, thì nó cũng là nhân. Thì cái nào là nhân thì trộn chung lại với nhau, thì là vô tham, vô sân, vô si là thiện, đôi khi là vô ký, hoặc là bất thiện, tham, sân, si, thì trộn lẫn với nhau, thì chúng ta kêu là những cái pháp được gọi là Misaka Sangho, tức là những pháp trộn lẫn. Nó có cái đồng đó, ví dụ nhân là nó đồng, cũng là, nó cũng là nhân, nhưng mà nó thiện cũng có, bất thiện cũng có, vô ký cũng có. Hoặc là nói tới 22 quyền, là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền, nó thuộc về vô ký. Nhưng mà u quyền, trạng thái u, cái quyền khả năng của cái u có được bất thiện, u quyền thì thuộc về bất thiện, nhưng mà vị trí quyền thì thuộc về thiện, vị trí quyền, vị trí quyền thì thuộc về thiện. Thì như vậy trong 22 quyền có vô ký, có bất thiện, có thiện, có đó là nói về 22 quyền, nó có sự trộn lẫn. Hoặc là chính lực, trong chính lực mình thấy tính niệm tàm quý và tính tấn niệm định tuệ lực, thì nó có vô tàm vô quý lực trong đó. Thì nó cũng là lực, vô tàm cũng là lực, vô quý cũng là lực của cái sự vô tàm, cái lực của cái sự vô quý. Thì như vậy gom chung lại nó cũng là lực, thì nó có bất thiện lực cũng có, mà thiện cũng có. Thì như vậy chúng ta có chính lực, tại chính vì cái lý do này mới có cái pháp, cái bài pháp này ra đời, là có cái sự hỗn hợp giữa thiện, bất thiện và vô ký trộn lẫn với nhau. Chứ nếu mà mình không có hiểu được, mình không biết được, nó làm gì chi mất công. Thiện ra thiện, bất thiện ra bất thiện, học riêng ra chứ. Nhưng mà trong này nó có cái sự đồng nhất trong đó. Ví dụ lực, nó cũng có thiện, cũng có lực. Thiện lực cũng có, bất thiện lực cũng có. Mà nhân thì nhân thiện cũng có, nhân bất thiện cũng có. Hoặc là bát chánh đạo là thiện, nhưng mà đây là mình học đó là 12 chi đạo. Thì tại sao có vụ đó? Tại vì trong cái thiện, bát chánh đạo là thiện. Nhưng mà qua cái con đường khác cũng là đạo, nhưng mà nó là tà đạo, và cũng là đạo nhưng mà nó thuộc về tà đạo, như tà kiến, tà duy, tà ngữ, tà nghiệp, nó thuộc về tà đạo. Thì như vậy nó xếp chung vô được gọi là nhóm đạo. Cho nên 12 chi đạo, bởi là mình đọc mình sẽ không hiểu, ủa sao tự nhiên nó bắt chánh đạo bây giờ tới 12 chi đạo ha. Thì như vậy chúng ta sẽ biết được đó là một sự trộn lẫn, cái sự pha trộn, pha trộn giữa thiện, bất thiện và vô ký, pha trộn lẫn hồn nhau. Để chúng ta thấy cái đặc biệt của cái bài học hôm nay ha, để chúng ta hiểu được cái lý do tại sao có cái sự trộn lẫn như vậy, mà người ta không có lấy riêng được. Bằng khi chúng ta học lúc trước thì chúng ta học riêng bất thiện riêng tâm thiện, tâm di tác, tâm vô ký, tâm nhân, mà phần riêng ra giờ cái bài này thì tự gom lại cho mình thấy có cái sự đồng nhất trong đó. Nó như vậy. Rồi bây giờ tới các pháp hỗn hợp Misaka Sangho ha. Thì đó, nó học từ từ tới thì mình sẽ thấy nó có những cái độc đáo trong đó. Mình sẽ thấy
mình không hiểu tại sao là tự nhiên thiền có u luôn á, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là nếu mình không học được mình sẽ bị thiếu sót những cái tri kiến này ha, rất là uống trong cái vấn đề học pháp. Rồi bây giờ chúng ta vô cái các pháp hỗn hợp ha, thì Missakasangraho cho mình biết là có bảy, thứ nhất là pháp thứ nhất là sáu nhân, tức là nói về sáu nhân tham sân si vô tham vô sân vô si là sáu nhân, là cái phần thứ nhất. Đó là sáu nhân. Số hai là bảy chi thiền. Chi thiền mình thấy mình học nó có năm không, mà ở đây nó có bảy. Tầm tứ phỉ lạc định u xả, mình nó có bảy chi thiền chứ không phải năm như mình học nữa. Là bảy chi thiền. Rồi đó là cái vấn đề chúng ta thấy nó có cái độc đáo cho nó. Rồi tới phần thứ ba, cái phần thứ ba là 12 chi đạo. 12 chi đạo mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, nó cũng thuộc về đạo nhưng mà nó là tà đạo hay gì ha. Còn cái phần tám kia là thuộc về bát chánh đạo, rồi chánh đạo. Còn cái tà tư duy là đạo, tà kiến là tà đạo, tà tinh tấn là đạo, tà định là tà đạo. Cho nên gom chung vô chúng ta có 12 chi đạo, gồm có thiện có bất thiện cũng có. Thì như vậy chúng ta có được 12 chi đạo. Vì nắm được không vậy? Hello. Được ha? Ok. Rồi tới số mấy bạn là số 4. 22 quyền. À 22 quyền. Thì 22 quyền chúng ta có được là phân ra được thành 5 nhóm. Về 22 quyền mình phân được 5 nhóm. Là chậm chậm chúng ta cho ngay cho Nguyễn post lại. Ok rồi. Ba quy sát tinh trí già ní là 22 quyền. Cho là thư ký tập mà kêu mà cái này là gì, tập ký đánh rẹt, ta vừa nói xong câu là mình phải làm rẹt cái xong liền mới gọi là thư ký. Ký ngồi dòm cái chữ A nằm đâu, chữ B nằm đâu, mò là gì đó, thư ký rề, thư ký rề cái gì ha, thư ký rề, còn kia là tập ký này, thư ký rề. Gì vậy? 22 quyền có 5 nhóm. Và nhóm 6, tức là nhóm có 6 thì có 6 gì ha, nhóm 6. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền và ý quyền. Và có 6. Được chưa nào? Rồi. Đó là nhóm 6, cho mình biết là có 6 cái vấn đề ha, là mỗi một cái nó có cái quyền hành riêng đó. Như nhãn quyền nó có khả năng điều khiển quyền hành riêng đó. Về nhãn là nhĩ tỷ thiệt thân và ý quyền là nhóm sáu. Rồi B là nhóm năm. Không có nhóm thứ hai nha, không có thì ký thứ hai, ký này siêu ha. Rồi nhóm năm mình có năm, có năm phần năm pháp: khổ quyền, lạc quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xã quyền. Đó, những vấn đề này mình thấy không? Khổ quyền, lạc quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xã quyền. Có thiện có, thiện có, trộn lẫn không? Rồi, số C, nhóm 5 luôn. C, nhóm 5 luôn. Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền là nhóm 5. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Rồi, nhóm 3, D là nhóm 3. Nữ quyền, nam quyền và mãn quyền
và nhóm 3, nữ quyền, nam quyền và mãn quyền. Quý vị gọi cái bài của Trang Nguyễn nó lên, quý vị copy lại hoặc là kêu Trang Nguyễn gửi ha. À, học bài nha, từ sau đố vui mà nói được là ăn phòng dịch tiếp, phòng dịch đều đều, phòng dịch bán đắt lắm, phòng dịch dạo này bán đắt, bà con mua dịch quá tiền. Được chưa, nhóm 5, nhóm 3 có rồi ha, rồi thêm cái nữa, E là nhóm 3 nữa, nhóm 3, vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền, nhóm 3. Thì như vậy, qua năm nhóm, qua sáu nhóm này ha, năm nhóm này ha, mình có là nhóm 6, nhóm 5 là 16 rồi phải không, rồi nhóm 3 là 6 nữa là 22. Thì như vậy chúng ta có được 22 quyền, trong đó có thiện, có bất thiện, có và là vấn đề chúng ta thấy ha. Rồi tiếp theo là số 5 là chính lực, nó phải bà là ní chính lực. Chính lực thì cho mình biết là có hai nhóm. À, tính, tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là tên là nhóm đầu ha. Tính, tấn, niệm, định, tuệ lực. Là nhóm 5, tính, tấn, niệm, định, tuệ lực. Nhóm A. B, tàm lực, quý lực, vô tàm lực, vô quý lực. À, là nhóm B. Thì tổng cộng là chúng ta có 9 lực, thiện có, bất thiện có, trộn lẫn nha. Rồi, nhóm tới số 6 là tứ trưởng, Chattaro Adhipati. Tứ trưởng, Chattaro Adhipati. Nhóm số 6 là tứ trưởng. Một là dục trưởng, hai là cần trưởng, ba là tâm trưởng, bốn là thẩm trưởng. À, thì đó là tứ trưởng. Rồi số 7 là tứ thực. Chattaro Ahara, tứ thực. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì như vậy mình có bốn thực ha. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. À, và số 7 là tứ thực. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 7 nhóm đầy đủ ha. À, như vậy đó là sơ lược về những cái bài mà chúng ta tuần tự mình sẽ học đi hết cái phần này ha. Được chưa? Quý vị ghi nhận kịp chưa? À, ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần giải thích chút xíu về những vấn đề này ha. À, và đi vào cái nhóm đầu tiên, cái đầu tiên là về nhân, về sáu nhân. Thì về Mitsaka là sự hỗn hợp, pha trộn cả thiện và lẫn bất thiện ha, hoặc là phi thiện, phi bất thiện. À, và cái bài pháp hỗn hợp này ha. Cái gì vậy? Gì có câm đó nè. Ờ, đánh lộn hả? Đánh nói lộn. Sửa lại tâm. Rồi đúng rồi đó. Lâu ta sơ sức chút xíu mà cũng kiếm nhung cũng bắt bẻ khổ ghê, tội nghiệp ha. Có nhung kỳ quá. Chút xíu của những bắt bẻ. Rồi bây giờ mình vô cái phần thứ nhất là sáu nhân. Chá hê tú.
Chả là sáu hay tứ là nhân ha. Thì chọc cái mà chọc nó dung chút nha. Rồi giờ đi phần thứ nhất là nhân ha, sáu nhân có sáu loại chia làm hai nhóm. Nhân mình biết là có sáu loại nhân chia làm hai nhóm, là nhóm A là nhân bất thiện, là tham, sân, si. Nhóm B là nhân thiện và vô ký, là vô tham, vô sân, vô si. Nó có cái sự đặc biệt cái chỗ nhóm B ha, nó vừa là thiện mà nó vừa là vô ký, mà vô tham, vô sân và vô si. Thì theo để hỏi ngài là trả lời được. Pháp nguồn là cái lên nói tại sao nhóm B mà lại có thiện, lại có vô ký, nên là lý do tại sao. Pháp nguồn là cái giơ tay lên cái coi. Mấy cái trên tâm kìa, trên tâm cứu bò kìa, và anh hùng cứu mỹ nhân kìa. Anh hùng cứu mỹ nhân kìa. Bye bye. Rồi trốn luôn, anh hùng trốn luôn rồi, chết rồi. Rồi mời cô Hồng Mai. Cô Hồng Mai lên cứu em Út kìa. Trên tâm lên rồi, mời trên tâm. Dạ thưa thầy, thầy hỏi là tại sao nhóm trong cái nhân thiện mà nó có vô ký luôn đó hả thầy? Thầy hỏi vậy đó hả thầy? Dạ thì trong cái nhân thiện và cái vô ký á, thì nó là những cái nhân tịnh hảo, nó cùng nhân tịnh hảo, nhân thiện, nó không có nhân, nó không có những cái nhân mà nhân bất tịnh hảo là nhân bất thiện. Vì nhân thiện á, thì vô tham, vô sân, vô si. Còn nhân vô ký nó cũng là cùng nhân, cũng là vô tham, vô sân, vô si, nhân ký. Nó cũng là một cái nhân cùng đồng sanh, nó là cũng tịnh hảo, nên nó cũng là trong cái nhóm trong những cái nhóm của sở hữu tịnh hảo và những cái nhân thiện thì nó mới là cùng một cái sở hữu tịnh hảo, nên nó giống nhau như vậy đó thưa thầy. Dạ con xin hết à, không biết có thiếu gì không, xin thầy giải thích tiếp ạ. Dạ. Rồi, anh hùng cứu mỹ nhân nghĩa này không xong. Cứu được phân nửa buông tay xuống chờ chết luôn. Rồi mời cô Hồng Mai coi, cô Hồng Mai giải thích cái vụ này coi, cô Hồng Mai nó mất tiêu rồi. Cô Hồng Mai giơ tay lên. Rồi mời. Kính lễ lễ Ban Hòa Tam Bảo, kính lễ lễ sư Trí Đức, kính lễ lễ sư Cúc Sang, kính lễ cô nữ Như Pháp, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng đi xem thôi. Thì đi với tâm thiện là nhân thiện, mà đi với tâm vô ký thì là nhân vô ký, và thiện và vô ký thì đều kết hợp với tâm sở tịnh hảo. Dạ thưa thầy hết. Giải thích rõ lại xíu rồi. Đi với nhân thiện là sao, mà tại sao đi với tâm vô ký là sao, tâm vô ký là tâm gì? Lại lên lại xíu ra, giải thích cho bà con có hiểu. Dạ. Vô ký là tâm quả và tâm tố thưa thầy. Thì
từ từ con suy nghĩ một chút nha thầy ơi. Đây con, vì khi đi với tâm thiện thì cái nhân nó nhân nó là nhân thiện, mà tâm thiện á là tâm thiện dục giới. Và đi với tâm vô ký thì nó thuộc về nhân vô ký. Nhân vô ký. Vô ký là tâm quả và là cũng là tâm tố và vì là vì chúng ta biết là tâm thiện dục giới, tâm thiện đáo tạc đáo đại và thiện siêu thế. Đi với tâm quả và tố thì đó là nhân vô ký à thưa thầy. Dạ. Thì nói chung là với cái thiện là thiện dục giới thì khi đi với thiện là nó là nó phải là nhân thiện và thiện và vô ký thì đều kết hợp với tâm sở tịnh hảo thưa thầy. Dạ xin hết các ai bổ sung dùm con thưa thầy. Thì nói chung là tóm lại là đi với tâm loại nào thì mang tính chất của tâm đó thưa thầy. Dạ. Bảo thấy Pháp Nguồn Lào Cai muốn nhìn lên là bổ túc mời Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ thưa thầy, cho con xin bổ túc thêm thế này, không biết là có đúng hay không, nhưng mà theo con thì nhóm A ở nhân bất thiện tham sân si thì cái nhóm này thì cái căn gốc rễ của nó là căn bất thiện rồi, cho nên là nó sẽ đi cùng một nhóm. Còn nhóm B của nó thì là nhân thiện và vô ký thì cái nhân thiện ở đây thì nó không có bất thiện tham sân si ở đây, cho nên là nó kết hợp với vô ký là vô tham vô sân vô si thì của nó cũng căn của nó cũng là căn thiện. Dạ con xin được phép bổ sung như vậy có đúng không ạ? Con xin phép được xuống mic. Bổ sung kiểu đó lãnh hợp dịch luôn. Bổ sung để lãnh hợp dịch. Trời ơi, không biết ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sàng Khai Dạ. Dạ, con xin bổ túc thêm cái phần này. Dạ, nhóm B, nhân thiện, vô ký, vô tham, vô sân, vô si. Dạ, con xin nói thêm là cái nhóm B này thì có, đó là nhân thiện, tức là vô tham, vô sân, vô si. Dạ, có thêm cái vô ký thì cũng là vô tham, vô cũng nhân. Nhân vô ký cũng là vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà cái nếu là tâm quả thiện thì ở tâm thiện thì cho quả thiện, còn vô ký thì cũng là nhân vô tham vô sân vô si, nhưng mà có hành động mà không có cho quả, đó là tâm vô ký. Và con chỉ bổ sung cái phần đó thôi, là tâm vô ký thì tâm quả vô ký thì có hành động nhưng mà không có cho quả. Dạ con chỉ bổ sung vậy thôi à. Con xin trả máy lại cho thầy. À,
cô Hồng Mai nói trúng chứ, lại rung quá, nói không rõ ràng tùm lum. Boss lại cái đoạn đó coi cô thư ký ơi, cô thư ký là mất rồi. Rồi về nhân thì mình có hai nhóm ha. Nhóm A là nhân bất thiện, là tham sân si, được gọi là nhân bất thiện bởi vì ba cái nhân này là nhân tham, nhân sân, nhân si nè, nó đồng sanh trong tâm bất thiện, trong 12 tâm bất thiện á, thì đó là ba cái nhân này là ba cái nhân thuộc về bất thiện, đó là chắc chắn ha. Rồi nhóm B mình có nhân thiện và nhân vô ký, thì nó có hai thành phần thiện và vô ký, mà cũng là ba nhân này là vô tham, vô sân và vô si. Ba nhân vô tham, vô sân, vô si này khi đồng sanh trong tâm thiện thì nó là nhân thiện. Bây giờ nắm được chưa? Khi ba nhân này nó sanh trong những cái tâm thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và đạo siêu thế thì nó thuộc về là nhân thiện. Nhưng mà khi nó đồng sanh trong những tâm quả hữu nhân, tâm quả hoặc là tâm di tác hữu nhân thì nó là thuộc về vô ký, thì lúc đó là không gọi là nhân thiện nữa mà gọi là nhân vô ký, bởi vì nó có mặt trong những tâm vô ký là tâm quả và tâm di tác. Nhớ bài chưa, nhớ lại bài chưa? Alo, được chưa quý vị, nắm lại không? Mày học lại lâu quá quên hết rồi. Rồi rồi ok, đó là xong nha. Cái nhóm A nhóm B là mình nắm lại cho chính xác ha. Tại sao có thêm cái vụ vô ký xen vô nữa, rồi đó mình hiểu cho rõ ràng ha. Rồi bây giờ nhân tính theo giới vức, tính theo là cảnh giới, là giới vức nhân tính theo giới vức. Rồi giới vức mình có thứ nhất là dục giới, dục giới để cho biết là có chín nhân, ba bất thiện, ba thiện, ba vô ký. Số 2 là sắc giới thì có 6 nhân, ba thiện, ba vô ký. Số 3 vô sắc giới thì có 6 nhân, ba thiện, ba vô ký. Số 4 siêu thế thì có 6 nhân, ba thiện, ba vô ký. Thì như vậy chúng ta có bốn cái cảnh giới này có những cái số nhân có mặt hiện hữu đồng sanh trong cảnh giới này. Thứ nhất dục giới có 9 nhân, ba thiện, ba bất thiện, ba thiện, ba vô ký. Rồi nào ai lên nói giùm cái coi, ai lên trình bày tại sao trong dục giới nó có tới 9 nhân, ba bất thiện, ba thiện, ba vô ký. Rồi ai đây? Giang Nhật Hạ, nam lên cái là cho nó xem tủ. Giang Nhật Hạ là người hùng xứ Cali đó quý vị. Giang Nhật Hạ giơ tay ơi. Rồi em ru luôn, trốn luôn. Trốn luôn. Còn ai ai đây? Nãy cô Mai được kìa, chúng ta cho cô Mai nãy nói không được, không được rõ ràng lắm nhưng mà trúng ha. Được 7 điểm. Bây giờ Tina đi, Tina lên nói này coi. Tại sao dục giới có 9 nhân, 3 nhân bất thiện, 3 nhân thiện, 3 nhân vô ký? Tina đâu? Rồi mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Dạ, con xin phép trả lời. Nhân trong dục giới thì có chín nhân, là nếu mà theo chia theo nhân bất thiện á, thì là có ba nhân, đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Còn nếu mà chia theo nhân, nếu mà tính theo nhân thiện á, thì có vô tham, nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Còn nếu mà chia theo vô ký á,
thì cũng có vô tham, vô sân và nhân vô si. Trong cõi dục giới thì đều có đủ ba cái này. Con chỉ biết trả lời tới đó thôi thưa thầy. Chắc là sai nữa rồi. Con xin thầy bổ túc hoặc là đạo tràng bổ túc thêm giùm cho con à. Rồi, mẹ quầy giống nha, mẹ được gọi quầy giống. Ghi sao đọc cái gì là người quầy giống. Rồi đâu, cô Hồng Mai ghi số 1, số 1, cô Hồng Mai lên cái bổ sung kìa. Cô Hồng Mai giơ tay cái. Rồi, mời con. Rồi, rung quá thầy ơi. Chung là không biết chỗ bấm là để mà cầm mic luôn là thầy biết sao rồi. Dạ, câu hỏi là sao thưa thầy? Dạ, Trung Nguyễn ơi, cái boss xin câu hỏi lại. À, dục giới có chứng nhân ba bất thiện cộng ba thiện là ba vô ký, thì ở dục giới có chứng nhân vì do có phàm tam nhân và thánh nhân, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, vì chỉ có người tam nhân tu thiền và tu quán. Dạ thưa thầy, có gì xin các vị khác bổ sung giùm ạ. Rồi, anh học dịch tiếp luôn. Chết rồi, cái này chết rồi. Ai đây, dạ ai nữa đây. Rồi, mời pháp ngược lại cái này. Dạ, kính thưa thầy, con xin được trả lời thử vậy. Nhưng mà cũng con tự xem như là cõi dục giới thì thường có 54 tầng dục giới, và con thấy là như cõi dục giới thì có 11 cõi. 11 cõi dục giới thì ở trong cái 54 tầng này thì con thấy là nó có ba nhân bất thiện ở đây, trong ba nhân bất thiện ở đây thì là nó có ở trong 12 cái tâm bất thiện này cùng với những cái sở hữu đi cùng nó. Còn cái ba cái nhân thiện này cũng có ở trong những cái tâm dục giới tịnh hảo ạ. Những cái tâm dục giới tịnh hảo hợp trí. Còn ba tâm vô ký thì có cả những cái tâm quả và tâm duy tác. Con thấy là nó cũng có mặt đầy đủ trong 54 tâm dục giới này, thì con thấy nó có đầy đủ như vậy thì là con được trả lời như vậy, thì có chắc cũng chưa đầy đủ lắm đã. Con xin thầy chia sẻ thêm cho chúng con ạ. Rồi, xa lắm nhưng mà hơi chặt chút xíu ha. Rồi, lên bổ túc thêm cho nó chính xác không? Ai bổ túc không? Rồi, chắc hết rồi. Rồi, giờ dục giới có những cái tâm nào quý vị? Tâm bất thiện có không? Dục giới có bao nhiêu tâm bất thiện? Này, tâm bất thiện có ba nhân bất thiện phải không? Có ba nhân bất thiện trong đó, ba nhân bất thiện thì có mặt. Tham thì có 2, si có 1, thì có 3 nhân bất thiện, đúng chưa? Rồi, thiện, 3 nhân thiện, 3 nhân thiện có mặt trong tâm vô nhân có không? Không, tâm vô nhân đâu có, trong 8 tâm thiện hữu nhân, 3 nhân thiện có mặt trong 8 tâm thiện hữu nhân. Tâm nguồn là gai nãy nói trong những tâm thiện hợp trí không là cũng đặc ha. Nó có những tâm thiện ly trí nó vẫn có nhân như thường, nó có 2 nhân, còn thiện hợp trí thì có 3 nhân. Bồ tham, bồ sân, bồ si. Thì như vậy, 3 nhân thiện có mặt trong 8 tâm thiện thuộc về dục giới hữu nhân. Rồi 3 vô ký, trong dục giới thì 3 vô ký nó có mặt ở đâu? 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Đúng không?
rồi tám tâm di tác dục giới hữu nhân à, là đúng rồi, đại quả là đó, đó. Thì như vậy trong cái lãnh vực là giới vức của dục giới đó, thì chúng ta biết là nó có chín nhân, là ba bất thiện có mặt trong những tâm bất thiện, ba thiện có mặt trong những tâm thiện giới, ba vô ký thì có mặt trong những tâm quả và tâm đại tố thuộc về dục giới. Thì như vậy dục giới được tìm thấy có chín nhân, được ha, nắm được chưa, bây giờ nắm được chưa? Rồi bây giờ tới sắc giới. Sắc giới người ta cho mình biết là có sáu nhân, ba thiện và ba vô ký. Tại sao có sáu nhân, ba thiện và ba vô ký? Cái này dễ ăn ha, biết rồi lên nói dạt ha. Ai tình nguyện giơ tay lên coi. Cô bắt tay đi, cô bắt tay đi. Pháp nguồn là gai nó lại ha. Rồi mời. Dạ thưa thầy, tâm sắc giới thì có thì ở trên bảng nêu con thấy là có năm tâm thiện sắc giới, còn thì ban nãy là thầy hỏi là cái gì là nhân thiện đúng không? Dạ thì cái đó nó là nhân thiện, rồi còn cái tâm vô ký là tâm quả và tâm di tác là có được năm tâm quả, năm tâm di tác đó là gọi là ba nhân vô ký. Còn ba nhân thiện là có những tâm là năm tâm thiện sắc giới đó. Dạ. Con xin được giải thích như vậy ạ. Dạ. Tổng là nó có sáu nhân, ba thiện và ba vô ký ở đó ạ. Dạ. Rồi, xa thứ, xa thứ. Vì như vậy sắc giới mình tìm thấy là nó có sáu nhân, là ba nhân thiện và ba nhân vô ký. Thì ba nhân thiện nó có mặt trong năm tâm thiện sắc giới à, thì lúc đó mình có ba nhân thiện, ba nhân vô ký thì có mặt trong tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới à, thì như vậy trong sắc giới thì mình có sáu nhân, ba thiện và ba vô ký. Tại sao nó không có ba nhân bất thiện? Bởi vì sắc giới là những cái tâm thuộc về những tâm thiện thì nó không thể có những cái nhân bất thiện được đó. Thì như vậy sắc giới chỉ có sẽ tìm thấy được có sáu nhân thôi, là ba thiện và ba vô ký. Rồi vô sắc giới thì cũng vậy luôn ha, cũng có sáu nhân, tức là ba thiện và ba vô ký. Thì ba thiện nó có mặt trong những tâm thiện vô sắc, ba vô ký thì có mặt trong những tâm quả và tâm di đắc vô sắc. Rồi số 4 là siêu thế. Siêu thế thì có sáu nhân thì cũng vậy ha, cũng ba thiện và ba vô ký. Thì ba thiện có mặt trong những tâm đạo và ba vô ký thì có mặt trong những tâm quả, tức là ba nhân thiện, ba nhân vô ký. Thì như vậy là dục giới có chín nhân, sắc giới có sáu nhân, vô sắc giới có sáu nhân và siêu thế có sáu nhân. Được không? Quý vị nắm lên mà alo. Rồi, chín nữa hết trời, ngon lành, nãy trả lời đúng rồi chứ, 10 điểm, cho không người là cái này 10 điểm rồi. 10 điểm, hỏi cô Mai cũng trả lời đúng, 10 điểm luôn, xa thứ không? Rồi. Rồi, ngon lành ha. Rồi, tiếp theo mình học về ý nghĩa về nhân. Ý nghĩa về nhân. Về nhân, tức là hệ tú là nhân ha. Nhân mình được hiểu là nó là cội rễ, là căn gốc, là nguyên nhân. À, đó là được gọi là nhân. Nhân là cội rễ, nhân là căn gốc, nhân là nguyên nhân. Chẳng hạn như cái cây thì nó có cái cội rễ của nó thì nó gọi là nhân à, hoặc là cái căn gốc của nó gọi là nhân. Còn trong tâm thì nó thuộc về nhân hệ tú của tâm à, hoặc là nguyên nhân phát sinh này kia nọ thì kêu là hệ tú là nhân. Thì nhân á, chúng ta có nãy mình học là có sáu nhân. Thứ nhất là nhân tham à, nhân tham là
cái mà nó có cái trạng thái là tham luyến, tham đắm, tham bồng bột, tham vọng, tham thái độ, tham muốn, sự tham muốn. Thì tất cả những cái gì, những cái trạng thái nào mà liên hệ đến sự tham đắm, liên hệ đến sự dính mắc, cái sự tham muốn, cái sự mà cấu bám víu, cái sự mà tham vọng, tất cả đó đều là ý nghĩa của nhân tham. Mà nhân tham là khi vô tâm nào thì tâm đó được gọi là tâm tham. Thì đó, nhân tham là những ý nghĩa cho chúng ta biết là như vậy. Rồi nhân sân, nhân sân thì là cái trạng thái phẫn nộ, cái thái độ phẫn nộ của nhân đó, nó có một cái trạng thái phẫn nộ, một cái trạng thái mà phản kháng, chống đối, trạng thái giận dữ, hờn giận, tức giận, nóng nảy. Khi nào mà có những cái trạng thái như vậy thì khi đó chúng ta có cái nhân sân. Thì cái nhân sân nó mang một cái bản chất là như vậy, là phẫn nộ, là phản kháng, là chống đối, là giận dữ, là hờn giận, là tức giận, là nóng nảy. Rồi ám hại cũng là nhân sân, quyết ám hại, sân độc của tâm, sự ám hại của tâm, sự hãm hại, cách hãm hại, thái độ hãm hại. Thì tất cả những cái định nghĩa này trong những cái phần giải thích của những cái bộ chú giải thì cho mình biết, khi nào chúng ta có những cái trạng thái này kia đó, chúng ta rơi vào trong cái trường hợp về thôi, mình đang có những cái nhân sân trong trong tâm của mình, đạo tâm độc ác, tâm phẫn nộ, tâm hãm hại, tâm quyết hại, tâm hờn giận, tức giận, nóng nảy, phẫn nộ, phản kháng, vân vân. Thì đó là chúng ta có cái nhân sân. Rồi, đó là những ý nghĩa về tham và sân. Và nhân si, nhân si là sự mà không hiểu rõ, sự không hiểu trong khổ, không hiểu tập khởi của khổ, không hiểu diệt khổ, không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ. Ở đây cho mình biết là cái sự mà si mê, sự ngu dốt, sự u tối của tâm, không hiểu được tứ gì đấy, tức là không hiểu được cái sự khổ, cuộc đời này đau khổ mà mình u mê, mình si mê, mình cho nó là an lạc, là hạnh phúc, mình không hiểu được cái đó. Rồi mình không hiểu cái những cái sự khổ này nó là do từ đâu, tức là mình không hiểu được nguyên nhân của tập khởi của sự khổ này, tức là không hiểu về tập khởi của cái khổ. Rồi không hiểu biết được cái sự diệt khổ, tức là sự chấm dứt của cái khổ này nó như thế nào, mình không hiểu được. Và mình không hiểu được cái pháp mà để đưa đến cái sự diệt khổ, tức là cái pháp mà để thực hiện, thực hành để đưa đến sự chấm dứt cái sự khổ, tức là đưa đến sự diệt khổ, tức là hoàn toàn mình không biết mù tịch cái này. Thì như vậy là chúng ta đang bị si mê. Hoặc là không hiểu quá khứ, tức là mình không hiểu về quá khứ, những cái đời sống quá khứ trước mình không có hiểu được. Mình không hiểu được vị lai, không hiểu được có những kiếp sau này, mình không hiểu được cả hai luôn. Tức là chúng ta vô minh, không hiểu được rồi. Thì đó là do nhân si, nó điều xử. Hoặc là không hiểu các pháp duyên tánh, cái là cái pháp duyên tánh là liên quan tương sinh, tức là đây nó nói là mình không hiểu được những cái sự mà tác động của thập nhị duyên, cái sự mà luân hồi trong cái đời sống, nói về cái sự sanh tử của chúng sanh, mình không hiểu được những pháp này. Mình hoàn toàn vô minh mù tịch với pháp này. Thì như vậy đó là nhân si, là sự không biết, không thấy, không lãnh hội, không liễu ngộ, không thực chứng, không thông suốt, không nhiếp thu, không thấm nhuần, không xét đoán, không phản kháng, không phản tỉnh, không tỉnh giác, là nhân si. Là khi đó chúng ta có nhân si. Rất là nhiều cái định nghĩa để cho chúng ta thấy là cái sự si mê mình là mình không biết, không thấy, không lãnh hội, không liễu ngộ, không thực chứng, cũng là si. Rồi thiếu trí, khờ khảo, si mê, si ám cũng là nhân si. Vô minh, vô minh bọc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xâm nhập, vô minh than chốt, si là căn bất thiện. Để cho mình biết những ý nghĩa mà ta định nghĩa để mình thấy được cái sự si mê như thế, như vậy nhân si nó là như vậy. Nhân si chính là căn bất thiện, đó là cái căn gốc của pháp bất thiện. Rồi đó là định nghĩa sơ lược để cho mình thấy về tham, sân, si là ba nhân bất thiện. Rồi, và số 4 là nhân vô tham. Nhân vô tham tức là nhân không có tham, nhân cái nhân đó là về nhân vô tham, tức là không có sự tham muốn, không có tham đắm, không có nhiễm đắm, không có tham luyến, không quyến luyến, trạng thái không quyến luyến, sự không tham ác, vô tham là căn thiện. Vì như khi nào mà chúng ta có cái trạng thái không có tham đắm, trạng thái không có nhiễm đắm, không có tham muốn, không có
là tham luyến, không có quyến luyến, à, thì như vậy chúng ta có cái nhân vô tham. Đó là như vậy, ý nghĩa đơn giản không có gì ha. Rồi nhân vô si thì khi nào chúng ta không có sự phiền giận, không có hờn giận, thái độ không hờn giận, sự hài hòa, cách hài hòa, thái độ hài hòa, sự thân mật, cách thân mật, thái độ thân mật, tìm lợi ích, xót thương, không sân ác, không sân độc. Độc vô sân là căn thiện. Thì vì vậy vô sân là trạng thái tâm không có cái sự nóng nảy, không có cái sự phiền muộn, không có cái sự hờn giận, tức giận, có một cái trạng thái mát mẻ, hài hòa, có một cái trạng thái thân mật, có một cái trạng thái là luôn đem đến cái sự mát mẻ cho chúng sanh, không có sự sân ác, không có sự sân độc. Thì như vậy nhân vô sân chính là căn thiện, đó là nhân vô sân. Rồi nhân vô si, tức là đây là nói là sự trí tuệ, tức là trí hiểu biết về tứ diệu đế, tức là hiểu về sự khổ, hiểu về tập khởi của sự khổ, hiểu diệt khổ, và trí hiểu phá phạm đường diệt khổ, tức là nói về khi mà chúng ta có trí tuệ về tứ diệu đế, tức là thấy rõ được là bốn cái pháp này, khổ, tập, diệt, đạo. Rồi trí hiểu, về quá khứ, hiện tại, vị lai, trí hiểu về các pháp duyên tánh tương sinh, trí hiểu lựa chọn cân nhắc trạch pháp, hiểu rõ tham khảo, phân định, khảo sát, suy xét, nghiên cứu, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, minh mẫn, minh tiệp, hồi quang, quang minh, tỉnh giác, sắc sảo, tức là tất cả những cái từ ngữ để người ta dùng để người ta diễn đạt lên cái nhân vô si. Rồi mình thấy là cái sự sáng suốt, sự hiểu rõ, cái sự cân nhắc, sự mà phân định, suy xét, nghiên cứu, thông thái, vân vân, là cũng là từ cái nhân vô si, sự minh mẫn, sáng suốt, vân vân. Rồi người ta cho mình biết là tuệ, tức là tự quyền, nó có một cái khả năng, một cái quyền quyền lực riêng của nó, tuệ được gọi là tự quyền, hoặc là tự lực, nó có cái năng lực riêng của nó, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si trạch pháp chánh kiến, vô si là căn thiện, để cho mình biết là những cái pháp như vậy em. Thì khi mà nói đến vô si là một cái gì đó mà rất là độc đáo, rất là sáng chói, rất là sáng suốt và thông tuệ, thì đó là vô si. Rồi tới ba nhân vô ký, ba nhân vô ký thì cũng ba nhân vô tham, vô sân, vô si, nhưng mà nó nằm ở trong các quả di thục thiện, nó nằm trong những tâm quả đó, thiện và những tâm di đắc hữu nhân, thì được gọi là vô ký, là nhân vô ký. Nhân vô ký khi nó có mặt trong những tâm quả hữu nhân á, thì được gọi là nhân vô ký. Ví dụ tám tâm quả thiện dục giới là thuộc về vô nhân vô ký, nó có ba nhân đồng sanh là vô tham, vô sân, vô si trong đó ha, được gọi là nhân vô ký. Hoặc là những tâm duy tác, nó có những ba nhân vô tham, vô sân, vô si trong đó, thì được gọi là tâm duy tác. Tâm duy tác là hữu nhân, có ba nhân vô ký đồng sanh. Thì như vậy chúng ta có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Và nếu nói thêm đủ nữa là có chín nhân luôn, là vô tham, vô sân, vô si thuộc về vô ký. Thì như vậy mình có chín nhân, nhân bất thiện, nhân thiện và nhân vô ký, tất cả chín nhân. Cái gì nắm được không? Nắm được không quý vị ơi? Rồi ha, vậy ủi ha, có gì đâu khó ha. Rồi, bây giờ một chút vô tới nhóm A. Nhóm A, nhân tham. Giờ nhân tham có mặt trong những loại tâm nào và những tâm sở nào? Khoan, khoan, post lên nha, nha cô Châu. Giờ nhóm A. Lấy nhân tham trước. Ghi chữ nhân tham đi. Nhân tham, rồi tham, rồi tâm thì nó có mặt trong bao nhiêu tâm và tâm sở như thế nào, ai lên nói được không ạ? Alo, rồi mời Tina xa thử. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Nhân tham thì có mặt ở trong
tám tâm tham. Dạ. Còn nếu mà ở trong tâm sở thì có trong 13 tâm sở sở tha, và có trong bên tâm sở, dạ, có 13 tâm sở sở tha và bốn trong bốn tâm sở si phần. Dạ. Vì rằng trong bốn tâm sở si phần thì có là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Vì rằng là tâm tham là tâm bất thiện. Dạ, và có trong cũng có trong tâm sở tham phần. Và tham phần thì cũng có có tà kiến. Dạ. Và có hai tâm sở hôn phần nữa là vì tham á, là có hôn trầm và thị miên. Dạ, con thành ra cái nhân tham này là có trong tâm sở thì có là 21 tâm, còn nếu mà trong tâm á, thì có 8 tâm. Dạ, con có sai xin thầy giữ giùm cho con ạ. Dạ, con xin hết. Ê, xa thứ giỏi bác. Đói, nhưng mà giờ mời một vị lên để giải thích cái mà Tina phân tích tại sao trong tâm sở có những loại tâm sở đó vậy ha. Ai lên giải thích đây? Giờ cô cho Nguyễn đưa ra tâm và tâm sở đi để cho người ta coi. Tâm thì có 8 tâm tham, tâm sở có 21, 13 là tha, 4 si phần, 2 tham, 2 tà kiến ngã mạn, còn 2 hôn phần. Rồi, ai lên giải thích lý do tại sao nó có những trường hợp này? Ai lên đây? Chính tâm đi, chính tâm Nam lên thế này, Nam lên cái này. Rồi, mời. Dạ, thưa thầy, tại vì tâm tham á, mà nếu mà nó có 21 tâm sở là lý do là khi mà tâm tham mà nó ly tà đó thầy, thì khi mà nó ly tà mà nó có hỗ trợ đó thầy, thì nó sẽ có 21 lý do là tâm tham nó có 13 sở hữu tự tha, và khi nó 13 tâm tham thì lúc nào cũng phải đi với si phần, thì nó có 4 cái si phần là 13 cộng 4 si phần là 17. Mà khi mà nó ly tà thì nó cộng, nó trừ cái tà kiến thì nó chỉ có tham và ngã mạn, thì 13 với 4 13 với 4 cái si phần 17 cộng với tham với ngã mạn là 19, nhưng mà nó là hỗ trợ nên nó có thêm hai cái hôn phần và thị miên, thì nó nên nó có tất cả là 21 tâm sở, thưa thầy. Dạ, con xin hết, thưa thầy. Rồi, xa đó, nhưng mà chưa được hay lắm đâu. Đâu mời cô Kim Dung lên giảng cho rõ ràng cho bà con ta nghe là quan hỷ. Mời cô Kim Dung.
Ồ, con xin sám hối, con chưa có mở mic. Dạ, dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, dạ, con kính chào thầy. Dạ, con xin nói lại, nãy giờ con nói quá trời. Dạ, thưa thầy, về tâm tham thì có 8 tâm tham, mà tâm tham với 21 tâm sở thì nó thuộc là tâm tham thứ hai, là tâm tham thọ hỷ, hợp tà, hữu trợ. Do đó là vì nó là tâm tham thọ hỷ, do đó nó lấy đủ 13 tâm sở tự tha, nó lấy si phần là tâm sở bất thiện biến hành, là gồm có bốn si phần, gồm có 4 tâm sở. Rồi trong cái tham phần thì nó lấy tâm sở tà kiến, tâm sở tham và tâm sở tà kiến. Lúc này không có ngã mạn, tại vì nếu mà lấy 21 tâm sở thì nó không có ngã mạn, tại vì tà kiến với ngã mạn thì nó không đi chung. Ngã mạn là nếu mà tâm tham hợp tà thì chắc chắn là phải có, thì phải chắc chắn là phải có tâm sở tà kiến, còn tâm tham ly tà thì có thể có ngã mạn và có thể không có ngã mạn, và nó là hữu trợ, do đó nó có hai hôn phần. Do đó mình, nếu mà mình tính như thế là 21 tâm sở thì cũng chưa có chính xác, mà mình phải tính từng tâm tham thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám thì mới đúng. Tại vì tà kiến và ngã mạn thì nó không có đi chung. Ngã mạn thì nó có thể có trong tâm tham ly tà và nó cũng có thể không có. Do đó mình phải tính từng tâm tham thì nó mới chính xác ạ. Dạ, đó là ý của con ạ. Rồi, xà thứ ha. À, như vậy là nhân tham thì nó có mặt trong 8 tâm tham. Rồi về tâm sở thì nó có mặt 21 tâm sở. Thì ở đây là mình nói chung ha, nói chung 21 tâm sở nói chung. Nhưng mà nếu phân ra từng tâm thì nó bỏ bớt cái này, bỏ bớt kia. Nó mới đúng. Vậy là chúng ta lấy chung. Rồi, đó là nhân tham. Rồi bây giờ tới nhân sân. Nhân sân thì có mặt trong tâm nào và bao nhiêu tâm sở? Ai lên đây? Hay là lấy 10 điểm coi, cô Nhung 10 điểm là chánh tâm cũng được mà chưa chính xác lắm, 7 điểm. Hay lên tiếp câu 2, nhân sân, tâm, 2 chấm, tâm sở, 2 chấm. Ủa, nãy hình như Tina cũng có trả lời không ta? À, quý vị, nãy Tina nhưng cũng có trả lời câu trên nhưng mà chưa được rõ lắm ha. À, 7 điểm thì có được 7 điểm. Rồi Tina lên lấy 10 điểm đi. Lấy 10 điểm cái coi. Rồi mời Tina. Con dạ con xin phép trả lời, nhưng mà dạ thưa, trong cái nhân sân này thì trong tâm á, thì cũng là nằm trong hai tâm sân, còn tâm sở thì cũng là có không còn 13 sở hữu tợ tha nữa. Tại vì mình phải trừ cái hỷ, dạ. Nhưng mà cũng cái này thì nó đi với 4 tâm sở si phần, thì cũng có là si vô tàm, vô quý và phóng dật. Cộng bây giờ mình vẫn lấy luôn cái hôn và hai tâm sở hôn phần nữa, là có hôn trầm và thị miên, với ba tâm sở sân phần là tật lận hối, thành ra cũng là nếu mà nói tổng quát thì cũng là 21 tâm sở cho cái nhân sân này.
và tám và hai, và nếu về tâm thì có hai tâm sân. Dạ rồi, cái đó là tổng quát. Còn nếu mà phân tích từ ra thì con chưa có nắm được cái phần này, cũng giống như cô Nhung nói hồi nãy thì cái nhân sân này cũng cũng tùy theo cái sân si, tùy theo cái tâm nữa rồi rồi tính ra. Nhưng mà tổng quát á, thì là có 21 tâm sở, là trong đó có 12 tâm sở tự tha trừ cho hỷ, còn và hai tâm sở hôn phần, và cộng thêm 3 tâm sở sân phần và 4 tâm sở si phần, là tổng cộng là 21 tâm sở. Dạ con nói không có được rõ ràng lắm, nhưng mà cái ý của con là như vậy, xin thầy và đạo tràng sửa giùm cho con ạ. Sa thú, sa thú giỏi phải bạn. Và như vậy là chúng ta có được tâm sân, nhân sân thì nó có mặt trong tâm, thì có hai tâm sân, nhân sân có mặt hai tâm sân. Về tâm sở thì nó tổng quát là có 21, như giống như là Vina cũng mới trình bày cho vị không. Rồi có 21 tâm sở, tức là 12 tâm sở tự tha trừ hỷ ra. Vậy hỷ nó không có mặt trong tâm sân được, thì tầm tứ thắng giải cần hỷ dụng thì bỏ cái hỷ ra. Thì như vậy là mình còn có 12 tâm sở tự tha. Rồi bốn si phần là si vô tạm vô quý phóng vật, luôn có mặt trong các tâm bất thiện. Cho nên đối với hai tâm sân này, si phần là phải có mặt, là bốn si phần. Rồi ba cái sân đặt lẫn hối là bốn, thì sân là trong là nhân sân là mình không tính ha. Thì nếu như còn có ba cái tập lẫn hối thì nó có mặt trong tâm sân, nhưng mà nó tùy theo khi nào mình có cái sự ganh tị thì lúc đó tâm sân tập mới có, còn mình không có ganh tị thì thôi. Còn khi nào mình có sự lận keo kiệt bỏ sản thì nó có mặt trong tâm sân, hoặc là khi nào mình có cái sự hối hận hối quá thì có mặt trong tâm sân. Thì vậy ba cái chi phần này, tập lẫn hối này tùy theo, có lúc có lúc không. Nhưng mà giờ mình ghép chung vô, cộng chung vô chung, nói chung hết là nó có ba. Và hai hôn phần thì nó cũng có mặt trong những trong tâm sân hữu trợ. Tâm sân vô trợ thì không có ha. Cho nên lấy hết, lấy số nhiều hết á, thì như vậy là tâm sở mình có 21 tâm sở. Và hai tâm sân cộng với đồng sanh chung với 21 tâm sở. Thì đó là nhân sân có mặt trong những tâm và những tâm sở như vậy ha. Rồi, với nhân si. Nhân si ai đã nói được đây? Nhân si, mời cô Meta xa thấu xa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ. Dạ, về phần nhân si thì con thấy ở phần tâm thì nó có trong 12 tâm bất thiện. Trong 12 tâm bất thiện thì nó có đều có cái nhân si hết. Vậy về cái phần tâm sở thì nó có trong 26 tâm sở. Thì nó có 13 tâm sở tự tha. Và riêng về cái phần tâm sở bất thiện là 14. Nhưng mà nó đã là si rồi, thành ra trừ si ra thì nó còn lại 13. Thì do đó là về phần tâm sở thì nó có mặt trong 26 tâm sở, gồm có 13 tâm sở tờ tha và 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở là có nghĩa là nó ở trong 13 tâm sở tự tha và nó có mặt luôn trong 13 tâm sở biến hành, chỉ trừ ra cái si thôi. Dạ, con xin trả máy lại cho thầy. Không biết có chỗ nào sai không? Xin thầy bổ túc cho con. Rồi, xa thứ. Chưa được rõ ràng không? Ở ngoài ai là giải thích tâm bất thiện ta, cái nhân si này cũng hơi khó nha các vị. Nhân si này ai lên đây rồi mời
cô hạnh kiểm, hạnh kiểm 99 là gần trăm là lên lấy luôn, trăm điểm luôn ha, giải thích luôn tại sao như vậy ha, nhân si có mặt trong tâm như thế nào, trong tâm sở như thế nào. Cô hạnh kiểm rồi, rồi rồi mời. Dạ, nãy giờ con chạy ra chạy vô, tại cái giờ học của thầy con không có ngồi xuyên suốt được đó nha thầy. Cái này con cũng mới học thôi, thì cũng mới bước vô con nghe cô, thấy cô Chu Nguyễn viết lên cái tâm sở 21 này, con cũng mới vừa học ở chỗ này. Dạ, thưa thầy, cái tâm si á, thì có Si Huệ Nghi có 15 nhân, người Si Phóng Vật cũng có 15 nhân. Đó là có mặt ở trong 13 tâm sở tự tha. Đó là 7 tâm sở biến hành, 4 tâm sở si. Si Huệ Nghi thì nó có nhân, có cái nhân nhân si hoài, nhân tâm tâm sở Huệ Nghi. Có tâm sở tứ, tâm sở cần. Còn tâm si phóng vật đó thì cũng có trong 7 tâm sở biến hành, 4 tâm si. Trong 4 tâm si với tâm sở tần, tâm sở tứ. Rồi có trong tâm sở thắng giải, tâm sở cần, hỷ cũng không có, dục cũng không có. Dạ, mà có nhiêu đó thưa thầy, con không biết chúng không. Dạ, để xin thầy giải quyết cho chàng sửa cho con ạ. Trả lời nó trật lắc câu hỏi luôn. Trật lắc ngoài câu hỏi luôn. Cô nào lên đây? An Nhiên lên được không? An Nhiên lên được không? Nhân si có mặt, nhân si nha, chứ không phải tâm si nha cô Hành Kiểm. Nhân si có mặt trong tâm nào và có bao nhiêu tâm sở? Thanh Thúy Trần nè, Thanh Thúy Trần nè, lâu quá không nghe lên nói chuyện gì thế. Thanh Thúy Trần, rồi xong rồi, mời cô Hồng Mai đi. Hồng Mai này giỏi à. Mời Tina, Tina lên trước không? Rồi mời Tina. Dạ thưa thầy, trong cái nhân si này á thì có trong tất cả 12 tâm bất thiện. Còn nếu mà ở trong tâm sở thì có 26 tâm sở, thì có là 13 tâm sở tự tha và 13 tâm sở bất thiện. Vì bên tâm sở thì có 14 tâm sở bất thiện, mình trừ si ra, thành ra chỉ còn có tâm sở, nếu về nhân si ở trong tâm sở thì chỉ có 26 là 13 tự tha và 13 bất thiện. Còn nếu về trong tâm á, thì là có đầy đủ 12 tâm bất thiện, vì nhân si á là cái gốc để mà có đủ trong tất cả tâm bất thiện. Dạ, con có sai xin thầy sửa giùm cho con ạ. Rồi, xa thú ha, đúng ha, nhưng mà giờ để nhờ cô Kim Nhung lên giải thích thêm lần nữa, giải thích cho rõ thêm những phía cho bà con hiểu luôn. Thì Tina nói đúng rồi đó, Tina 10 điểm rồi đó, mời cô Kim Nhung nha. Dạ. Bớt câu hỏi lên dùm đi cho Nguyễn. Alo.
Trung Nguyễn bốt câu hỏi lên dùm. Dạ, dạ, thưa con cũng không nhớ. Nhân si thì nó nằm ở trong cái si phần. Si phần thì có si vô tàm, vô úy, phóng dật, thì nó thuộc về sở hữu bất thiện biến hành. Do đó thì nhân si nó có trong 12 tâm bất thiện. Và khi mà nhân si thì nó đồng sanh chung với 26 tâm sở, trừ tâm sở si, để đi chung với 12 tâm bất thiện. Dạ, đó là 13 tâm sở tợ tha, 14 tâm sở bất thiện, thì trừ si đi thì còn 13 tâm sở bất thiện. Dạ, dạ đúng ạ. Dạ, đó là nhân si ạ. Còn nếu mà tính tâm si thì giống như hạnh kiểm hồi nãy có nói. Còn nói về nhân si thì nó là như vậy. Nhân si thì nó có ở trong nhóm si phần, do đó nó đi chung với 12 tâm bất thiện, và với tâm sở thì nó đồng sanh chung với 26 tâm sở, là 13 tâm sở tợ tha và 13 tâm sở bất thiện trừ si ạ. Dạ, đó là câu trả lời của con. Rồi, xa hữu, xa hữu. Anh kiểm hiểu ha. Cô Dung giải thích vậy, quý vị thấy sao? Cô Bích Ta lại trả lời cũng được ha, nhưng mà cô Bích Ta chưa được rõ lắm. Là cũng 7 điểm, cô Bích Ta 7 điểm. Rồi, bây giờ người ta hỏi mình tại sao có 13 năm sở tợ tha? Nhân si tại sao có 13 năm sở tợ tha? Ai lên nói được cái này không? Rồi, mời cô Nhung. Dạ, con thưa thầy, nhân si nó có 13 tâm sở tợ tha là vì nó đi cho, nó nằm trong si phần, và cái si phần này nó đi chung với tâm tham, mà tâm tham, bốn tâm tham thọ hỷ, do đó nó phải có là 13 tâm sở tợ tha. Dạ. Rồi, xa thấu ha. Đây mình lấy 13 tâm sở tợ tha là lấy chung nha quý vị. Ở đây trình trường hợp này là mình chỉ lấy chung thôi, nếu phân ra tùm lum thì nó là khác nữa ha. Nhưng mà hiểu được ra là tốt ha, xa thấu ha. Rồi, như vậy là cô này, ai bên này, Tina ha. Tina 10 điểm, cô Mita 7 điểm, còn Nhung 10 điểm, xa thấu ha. Rồi, hôm nay học ở đây ha, học với ba nhân tham sân si ha. Rồi, chị tới học tiếp, mà từ từ đó, mình đặt câu hỏi ra để cho quý vị nắm rõ hơn, chính xác hơn, quan nghĩ pháp hơn. Rồi, nghỉ sớm xíu nha. Rồi, dọn phước quý báo học phi pháp, hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và sống có trí tuệ, thành tựu chính trí, đồng điều nhà cả thế. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sắc Đẹp. Rồi, trả mic về cho MC. Sa thứ. Dạ, chúng con kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp ngày hôm nay. Con xin phép đại diện đạo tràng cùng sám hối Phật pháp tăng ạ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi chân dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến, Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để tròn đủ phước báo ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng.
con thành kính linh lễ cùng Bảo Thí Đức cùng chư Tôn Bức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư Tăng để phúc chúc phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Tê thà lạ tà xu khí tà bùa ra hà bút thà sà sà nê a rô gà xu khí tà hô thà sà hát sắp bê hiện nhà ti phi cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Siti yajanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phalang e tasmin ratanata yasmin sambasa dana je tau. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thứ, sa thứ, sa thứ. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, Đại Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay. Con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng ạ. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, ngự trong vòng tĩnh xá, ngự yên hàng ngày, ngự nơi